Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Mình hôm nay đi gia đình đi vãng cảnh chùa đầu xuân mọi người, đi du xuân. Mời mọi người ngắm cảnh đẹp của đền Bồng Lai ở thị trấn khu 1 Cao Phong mọi người nhá. Thị trấn khu 3 Cao Phong Hòa Bình. Đây là đá tự nhiên đấy mọi người này. Tí nữa lên nhìn mới đẹp. Chưa lên đáy đúng không? Cảnh đẹp tự nhiên đây mọi người nhá. Đây là đá tự nhiên. Đẹp thế. Ôi nhìn kìa. Xin lọc các cụ, khấn rõ địa chỉ xin đi anh quay video. Tên tuổi, địa chỉ. Đi xuống đây con. Mẹ đang khấn rồi, đi xuống đây xem cảnh đẹp, đẹp thế. Đẹp quá mọi người ạ. Ui đá tự nhiên kìa. Ôi đẹp thế, tuyệt vời mọi người. Đi xuống tiếp nữa xem nào, xuống tận đáy xem nào. Có chỗ cái cây hái tiền với cả chỗ bẻ ấy đâu, chỗ nào nhỉ? Con ơi! À thế à? Đây là đáy đấy à? Đẹp chưa? Đáy rồi đây đi. Nhiên đấy chứ nhỉ? Cái này tự nhiên hoàn toàn luôn đấy. Ui, đến đây thì cũng hết rồi, đến đáy rồi. Ui, tự nhiên này. Cái này là do nước ngày xưa đấy nhỉ? Đẹp thế nhỉ? Ui kìa. 4, 5. Đẹp quá. Thả rồi, cũng đi vào. Đi thôi. Con đi đâu mà đi thế? Cảnh đẹp mê hồn. Ô, đoạn này phải rúc. Ui. Ui. Ui, còn sâu thật. Đẹp thật. Ui. Ui, đẹp quá. Ui. Hả? Phòng trước này nè, cái này đẹp. Mặc khách. Đi.
Đến đấy chưa? Ui đẹp nhờ. Ui. Có nước không? Ui càng xuống dưới càng thấy cảm thấy khó thở nhỉ. Hết rồi à? Chưa. Ôi cả tôi này. Hả? Còn lâu. Nó thành nhũ đúng không bác nhỉ? Đúng rồi đấy. Theo 5 tháng hình thành. Cô quyết định đi vào đấy hả? Cảnh đẹp tuyệt vời mọi người ạ. Ôi vẫn còn sâu thế. Khéo biết đấy. À đây là một hồ nước. Hồ nước đi sâu vào trong tí xem nào. Đây trong này hồ nước đây mọi người này. Trên đỉnh núi có hồ nước. Có cá không? Đi vào xem nào. Đẹp thật. Con ơi, đi ra thôi. Không đoạn đi cố nốt đi. Đẹp lắm. Đoạn đi cố nốt đi. Nhưng thật sự là mệt. Thật sự là mệt bác ạ. Thôi đi ra đi, bố mệt lắm rồi. Đây là chưa đến cuối hang đâu mọi người, nhưng mà thật sự trong này càng gần cuối thì nó sâu quá, đâm ra nó thấy khó thở mọi người. Nhưng cảnh tuyệt vời luôn. Mình lại đi quay ra mọi người ạ. Đây cũng xin chào tất cả mọi người. Mọi người xem mọi người nhớ ủng hộ cho mình mọi người nhá. Cảnh đẹp quá. Mọi người mời mọi người có dịp lên Bồng Lai tiên cảnh ở khu 3 thị trấn Cao Phong, Hòa Bình chơi mọi người nhá. Đây mình xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đi. Bây giờ đi lên mới là có đây bố. Đi từ từ chào bố với. Đi đi. Đi. Con leo trước. Cho mọi người chiêm ngưỡng cảnh đẹp Bồng Lai. Mệt quá mọi người ạ. Này là bao nhiêu bậc nhỉ? Độ cao từ dưới đất lên đến trên này nó phải 300-400 mét. Mệt quá mọi người. Ôi cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh. Trên này là đỉnh núi Bồng Lai đây mọi người.
Ta lên đến đỉnh. Ui ôi. Say. Mệt quá mọi người ạ. Thế là phải đi hết mình về hết hồn. Hết mình về hết hồn. Đã đến cửa động. Không nói được lên lời rồi. Đi tiếp cho mẹ nhỉ. Mà đâu? Dạ. Pin mà đâu? Có người ta. Sao chạy khỏe thế cơ mà? Đi có mò xuống dưới, xuống được dưới không biết mò được lên đâu. Đi thôi, đi xuống thôi. Đi từ từ thôi Biên nhá. Vịn vào tay và tay vịn nhá. Bố không cầm tay đâu, bố đang quay video. Cứ từ từ mà đi thôi. Đi vào bên đường phải của mình. Xem nào. Ui ồ. Đồng lên. Rồng rắn lên mây. Càng xuống sâu mới càng đẹp. Xuống xong đi lên mới đẹp. Đi. Đi xuống xong là leo lên mới đẹp. Chứ còn xuống không đẹp đâu. Đến đây rồi mà không xuống thì không được lọc. Xuống xong đi lên mới thấy đẹp. Đi xuống được. Đầu chân. Đến đây rồi thì phải xuống các bác ạ. Bởi vì em vướng cái quả tạ 20 cân này thôi phải quay lên thôi. Đúng rồi. Đang vì cái quả tạ 20 cân này mà phải quay lên. Gabi. Không đi à? Đâu rồi? Ồ, ba mẹ con không đi à? Xuống đi. Đến đây rồi không xuống. Xuống là lên, nó mới đẹp. Cảnh tuyệt vời mọi người ạ. Làm gì mà phải sợ thế? Pin khỏe lắm cơ mà. Ôi giời, cái Yến vịn tay vào trong cái thành thế là được rồi. Ôi giời, ôi. Yến sẽ đi sang bên này. Cái này độ sâu phải đến mấy trăm mét đấy ông nhỉ, ba nhỉ? Mấy trăm bậc. Mấy trăm bậc. Đấy, nhìn lên trên mới đẹp à. Đến đây mà nhìn lên trên đã thấy đẹp rồi kìa. Nào đi đi đi, con đi cứ đi trước đi xong luôn đấy. Ôi giời ơi, bà chị còn xách dép rồi, xách guốc rồi. Đấy, đẹp chưa? Đẹp rồi. Tối nhỉ? Đi được rồi, con đi tiếp à. Đây chưa là gì đâu, còn xuống sông nữa cơ mà. Bố ơi. Con ơi, đi cẩn thận nhá. Không sợ nữa rồi.
xuống dưới này là đỡ dốc rồi, trên kia là dốc nhất.